Lắk. Nút input mode thì mình sẽ để ở chế độ auto, nó sẽ tự nhận được giải mã quang hoặc AV. Mình nên để auto. Còn input này thì mình cắm được nào mình sẽ để hệ đấy. Đây đang cắm được CD, để hệ CD, bát chép này. Cái này phần này phần radio này. Và khi nghe nhạc thì mình để hệ shifter là chế độ chuyên nghe nhạc nha. Đây cầu loa A cộng B này. Những nút này không bấm nha, nếu bấm vào mất tiếng thì bấm lại nó sẽ ra. Volume, input mode để auto. Bao zin, bao đẹp. Đây đang cắm đường AV này, ở đây có đường quang này. Đây đường quang da thì nó màu đỏ. Các bác có thể cắm đường quang DVD này, đường quang MD, CDR này, hoặc đường đúng trục này. Cắm đường nào thì chuyển hệ đó và để auto cái chỗ input mode đằng trước. 230W, 100V. Cầu loa A này. Cầu loa A, cầu loa B đây. Ngoài ra có đường xuất tín hiệu âm thanh đây. Pre đây. Xuất ra tín hiệu âm ly khác vào cục đây. Nhưng khi xuất ra thì phải vặn volume to lên. Còn khi chạy nó thì không cần vặn to. Đây là đường ra. Đường ra một âm ly khác làm tín hiệu giải mã. Đây cắm đường quang vào. Đây đường quang ra.